Nếu như anh em đang có kế hoạch đầu tư trong thị trường crypto, đặc biệt là trong thị trường DeFi, thì trước khi anh em đưa ra một quyết định đầu tư các dự án hay là token nào đó, thì điều quan trọng nhất mà anh em cần chuẩn bị đó chính là một nơi lưu trữ có khả năng đảm bảo an toàn cho lượng tài sản mà anh em đang sở hữu, cũng như là hỗ trợ các tính năng sao cho giao dịch của anh em có thể diễn ra một cách mượt mà nhất. Và trong thị trường hiện nay thì đã và đang xuất hiện rất nhiều nền tảng ví crypto với các đặc tính và loại hình khác nhau, từ ví lưu ký, ví phi lưu ký đến các ví nóng hay là ví lạnh. Nếu như anh em cần một chiếc ví an toàn, bảo mật cao, phí rẻ và vừa có thể long short ngay trên ví, hơn thế nữa là còn có cơ hội nhận airdrop ngay từ ví và hệ sinh thái của ZK Sync, thì HostStation Wallet chính là chiếc ví dành cho anh em. Và trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu kỹ hơn về chiếc ví đa nhiệm này nhé. Và anh em lưu ý, đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định số tiền của bản thân anh em nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng quan về ví HostStation Wallet. Ok, đầu tiên thì ví HostStation được phân loại là một ví phi lưu ký, tức là ví mà chỉ có người sở hữu mới thực sự sở hữu và kiểm soát được các khóa riêng tư của anh em. Ví HostStation thì có khả năng tương tác với tất cả các Layer 1 hay Layer 2 EVM hiện nay, tức là các blockchain tương thích với máy ảo Ethereum. Ví thì cũng hỗ trợ NFT và chạy trên đa nền tảng từ iOS, Android và SDK. Với nhiều tính năng nổi bật được xây dựng thì mục tiêu mà HostStation hướng tới là trở thành một nền tảng ví an toàn, tối ưu hóa lợi nhuận và cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư. Tiếp theo thì anh em hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các tính năng của ví HostStation nhé. Tính năng đầu tiên của HostStation đó là ví có hỗ trợ giao dịch đòn bẩy ngay trong ví, đặc biệt là hỗ trợ vay nợ đòn bẩy lên đến 150 lần cho crypto và 500 lần cho Forex, cũng như là hơn 30 lần cho các loại hàng hóa khác. Cụ thể hơn thì Irene sẽ để một số cặp giao dịch phổ biến của crypto này, Forex và các loại hàng hóa khác để anh em có thể tham khảo thêm ở trên màn hình nhé. Thứ hai là phí swap thấp. Ví HostStation thì hỗ trợ phí swap thấp hơn so với các ví non-custodial khác là 0% cho ZK Sync Edra, 0,2% cho tất cả các chain còn lại, trong khi phí swap trung bình của các ví khác hiện nay đang dao động từ 0,85 cho đến 2% trên một giao dịch. Thứ ba là phí giao dịch phái sinh rẻ nhất. Phí giao dịch phái sinh của HostStation thì cũng đang rẻ nhất so với các sàn PropTech hiện nay như Vela, GMX, Level, Mux, v.v. Tính năng tiếp theo của ví đó chính là cơ chế referral cực kỳ tiện lợi. Cơ chế referral của HostStation thì có đến 3 tầng và hưởng lợi lên đến 70% phí giao dịch của protocol. Reward được trả thì sẽ là USDC và có thể được claim ngay lập tức. Tính năng tiếp theo là cơ chế single vault. Đây thì sẽ là nơi chia sẻ Revenue cho những người dùng, cung cấp thanh khoản cho sàn và độ an toàn cao khi mà stake bằng stablecoin USDC. Tính năng tiếp theo là ứng dụng Account Attraction. Account Attraction thì đã được HostStation ứng dụng vào giao dịch swap lẫn phái sinh, biến ví của họ trở thành một smart contract, làm cho DeFi dễ sử dụng như CeFi với một số tính năng ưu việt như đơn giản hóa các giao dịch swap, thứ hai là nhiều tùy chọn trả phí gas hơn, chứ không chỉ giới hạn bằng Ethereum, thứ ba là khả năng đăng nhập bằng các phương thức xác thực Web2 như là Twitter hoặc là Discord, và còn rất nhiều tính năng ưu việt khác khi mà ví đã ứng dụng được Account Attraction. Một tính năng nữa của HostStation cũng đáng được kể đến, đó chính là tích hợp NFT. Người dùng HostStation thì có thể thực hiện các giao dịch NFT như là mint, mua, bán hay là gửi ngay lập tức rất thuận tiện và dễ dàng. Một tính năng nữa cũng cực kỳ hấp dẫn của HostStation đó chính là chương trình Early Adopter Program. Đây là một chương trình tạo cơ hội cho những người dùng sớm của HostStation sở hữu được token HOST thông qua việc tương tác với các protocol. Sau khi đã tìm hiểu về các tính năng của ví HostStation thì bây giờ anh em hãy cùng Irene đánh giá ưu và nhược điểm của ví này nhé. Đầu tiên là về ưu điểm thì ví HostStation có một số ưu điểm đáng chú ý như sau. Đầu tiên là tính bảo mật cực kỳ cao. Trong thị trường mà cứ 1m² là có đến cả chục scammer như ở thị trường crypto thì các vấn đề về bảo mật luôn được người dùng quan tâm số 1. Vì vậy cho nên là việc bảo mật cũng được HostStation đặt lên hàng đầu. Hiện tại thì vào và trading của HostStation thì đã được audit bởi VeriChains, là một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển sâu rộng trong các lĩnh vực về bảo mật, AI và blockchain. Bên cạnh đó thì ví HostStation cũng đang có lộ trình làm việc liên tục với nhiều tổ chức audit uy tín hàng đầu trên thế giới nhằm loại bỏ rủi ro đến từ hợp đồng thông minh từ ví. Ngoài ra thì HostStation cũng hỗ trợ revoke và xác minh độ tin cậy của token ngay trên ví. Điều này thì sẽ giúp anh em thuận tiện hơn và giảm thiểu rủi ro khi mà giao dịch phi tập trung.
Ví HostStation thì cũng sẽ tập trung phát triển nền tảng ở trên điện thoại thay vì trình duyệt để hạn chế tình huống bị mã độc từ trình duyệt tấn công. Thao tác kết nối với ví HostStation với các nền tảng khác thì cũng rất đơn giản và nhanh chóng thông qua việc anh em sẽ quét mã QR code hoặc là hỗ trợ bởi Wallet Connect. Ưu điểm thứ hai cần phải kể đến đó chính là đa dạng về tính năng. Ví HostStation thì có tích hợp rất nhiều chức năng trong ví để phù hợp với trader trong nhiều lĩnh vực từ crypto, forex cho đến commodities, stock hay là các vào farmer. Cộng thêm đó là khi sử dụng thì anh em sẽ có một trải nghiệm giao dịch với chi phí cực kỳ rẻ, chỉ khoảng 0,5% hoặc là 0,2% so với mức là 1-2% của thị trường hiện nay. Tỷ lệ slip page thì thấp này, tốc độ nhanh và trải nghiệm thì cực kỳ mượt mà. Đặc biệt hơn nữa là ví có tích hợp tính năng HostStation Futures. Đây là một nền tảng giao dịch được thiết kế đơn giản, cho phép anh em thực hiện các giao dịch phái sinh một cách nhanh chóng và dễ dàng ngay trên ví HostStation. HostStation thì đang thể hiện thế mạnh vượt trội của họ ở trong hệ sinh thái của ZK Sync khi mà họ đang kéo về hơn 1 triệu đô TVL với mô hình Real Yield, nơi mà người dùng có thể thoải mái giao dịch đòn bẩy mọi loại tài sản từ crypto cho đến forex hay là hàng hóa như là một tài sản tập trung, và người cung cấp thanh khoản thì cũng sẽ được hưởng lợi từ mức phí giao dịch của HostStation. Ưu điểm thứ ba của ví đó chính là giao diện đơn giản và tiện dụng. Hiện tại thì app của ví HostStation đã có mặt ở trên App Store và Google Store. Anh sẽ để đường link down app ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Theo như anh đánh giá thì các thao tác sử dụng app khá là đơn giản và dễ dùng cho người mới, và quan trọng hơn cả là ví có hỗ trợ cả tiếng Anh và tiếng Việt cho người dùng. Hướng đến thế hệ Gen Z thì ví HostStation được thiết kế khá là thân thiện với người dùng cùng những icon cảm xúc khá thú vị và độc đáo. Còn về nhược điểm của ví thì hiện tại ví HostStation đang có một số nhược điểm như sau. Hiện tại thì ví chưa có hỗ trợ các mạng lưới non-EVM như là Solana, này, Sui hay là Aptos. Và ngoài ra thì ví cũng chưa có phiên bản tích hợp ở trên trình duyệt. Điều này thì sẽ gây ra sự bất tiện cho một số anh em đã quen sử dụng ví ở trên máy tính để bàn hoặc là laptop. Tuy nhiên thì theo chia sẻ từ đội ngũ HostStation thì chính họ là người đã chủ động chọn không làm ở trên trình duyệt máy tính vì muốn đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng, nên là phương thức kết nối sẽ chỉ giới hạn qua Wallet Connect để dễ dàng kiểm soát và revoke các contract lạ. Kế đến thì anh em hãy cùng admin tìm hiểu về tokenomics của HostStation Wallet. Hiện tại thì chúng ta chưa có thông tin cụ thể về phân bổ tokenomics của ví HostStation, tuy nhiên thì sẽ có một số thông tin mà người dùng có thể lưu ý như sau. Đầu tiên thì ví HostStation Wallet sẽ có hai loại token chính, đó là HOW và UGO. Có 50% token sẽ được commit cho community, trong đó 15% được dùng cho airdrop. Hiện nay thì HostStation cũng đã có mặt ở trên Layer 3. Anh em có thể làm theo các step ở trên Layer 3 và tương tác đủ các bước với HostStation để có thể có cơ hội nhận được những airdrop cực kỳ lớn từ HostStation. Irene sẽ để đường link Layer 3 của HostStation ở phía bên dưới cho anh em luôn nha. Quay lại với tokenomics của ví thì chúng ta sẽ có HOW là token quản trị. Anh em có thể stake ở token này để nhận chia sẻ doanh thu từ HostStation Wallet hoặc là nắm giữ lượng token để được giảm chi phí gas. Ngoài ra thì anh em có thể dùng HOW để trả phí giao dịch với mức giảm giá lên đến 25% hoặc là tham gia bỏ phiếu quản trị cho nền tảng. Cả HOW, CO và UCO thì đều là các token tiện ích. Tuy nhiên thì chỉ có UCO là token có thanh khoản. Anh em thì có thể sử dụng để chi trả phí gas với mức giảm giá, nhận UCO khi mà hoán đổi điểm thưởng từ CO, hoán đổi sang HOW để nhận chia sẻ doanh thu từ nền tảng, hoặc là hoán đổi sang stablecoin. Để nhận được token GO hay là UCO thì anh em sẽ cần phải cung cấp thanh khoản tại Credit Vault, sử dụng các tính năng và lưu trữ tài sản ở trên ví để nhận thưởng tự động, hoặc là trở thành các nhà cung cấp dịch vụ Affiliate để nhận được nhiều phần thưởng hơn. Các tính năng này thì sẽ giúp cho HostStation Wallet trở thành một nền tảng tiện ích và hấp dẫn hơn cho người dùng, đồng thời là cũng sẽ tăng giá trị của hai token là HOW và UCO ở trên thị trường. Một điều nữa Irene muốn chia sẻ cho anh em đó chính là các cách kiếm tiền ở trên ví HostStation. Cách đầu tiên là anh em có thể lưu trữ tài sản ở trên ví để nhận thưởng gold thụ động. Thứ hai là anh em có thể swap để nhận token gold, hoàn trả lại phí gas. Thứ ba là anh em có thể mời bạn bè tham gia sử dụng ví để nhận thưởng lên đến hơn 60% giao dịch của người được mời. Kế đến là anh em có thể cung cấp thanh khoản ở trên HostStation Future để nhận thưởng từ phí giao dịch của người dùng khác. Ok, sau khi chúng ta đã tìm hiểu từ A đến Á về ví HostStation thì câu hỏi đặt ra đó chính là có nên sử dụng ví HostStation hay không? Trong thị trường hiện nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn về ví Web3. Tuy nhiên là có một số lý do mà Irene thấy là khá hấp dẫn ở ví này mà anh em có thể tham khảo để sử dụng ví HostStation nhé.
Ok, lý do đầu tiên và cũng là điều tiên quyết mà anh cảm thấy cực kỳ hấp dẫn ở ví đó chính là hiện tại ví HostStation đang có một phần airdrop cho người dùng. Hiện tại thì dự án đang trích 15% của token HOST sẽ được airdrop cho người dùng sớm và tích cực của HostStation. Vì vậy cho nên là Irene khuyên anh em có thể download ví và tích cực tham gia giao dịch ở trên ví HostStation để có thể có được ghi nhận lịch sử giao dịch để có được nhiều điểm thưởng hơn trong tương lai. Thứ hai thì Irene thấy là đây là một dự án alpha ở trên hệ sinh thái của zkSync, đang làm việc trực tiếp với hệ sinh thái này cũng như là các dự án alpha khác ở trên hệ như là SynSwap này, Orbiter hay là Izumi. Những anh em nào mà đã skin in the game ở trong hệ sinh thái của zkSync thì cũng biết là đây là những dự án cực kỳ tiềm năng mà cho thấy là HostStation cũng đang là một trong số những dự án nổi bật ở trên hệ sinh thái của zkSync. Thứ ba là dự án đang được back bởi một trong những dự án DeFi lâu đời nhất ở trên thị trường hiện nay, đó chính là Kyber Network, và có sự hỗ trợ của một trong những community lớn nhất của Việt Nam, đó chính là K300 Ventures. Thứ tư nữa là khi anh em tham gia sử dụng ví HostStation thì cũng sẽ có thêm cơ hội nhận được airdrop từ 4 dự án lớn bao gồm là zkSync này, SynSwap, Orbiter và HostStation. Thứ năm thì là dự án đã xuất hiện trên toolchain tương tác airdrop trên hệ sinh thái. Thứ 6 nữa là HostStation cũng đang nằm trong top 8 dự án alpha trên hệ zkSync của Layer 3, một điều khá hấp dẫn đối với những anh em đang cày airdrop đúng không nào? Ok, để tổng kết lại thì Irene thấy rằng ví HostStation là một ví non-custodial được phát triển bởi một đội ngũ dày dặn kinh nghiệm ở trong các thị trường tài chính, cho nên là ví sở hữu rất nhiều tính năng ưu việt và giúp anh em có thể tối ưu hóa lợi nhuận và xứng đáng là một sự lựa chọn cho anh em khi mà anh em tham gia vào các thị trường như là crypto, forex hay là các thị trường tài chính khác. Và nếu như anh em muốn trải nghiệm hay là muốn săn airdrop từ ví HostStation thì có thể download ví theo đường link mà Irene để ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận. Còn nếu như anh em đã trải nghiệm và đã sử dụng ví HostStation rồi thì cũng hãy comment suy nghĩ và nhận định của anh em ở phía bên dưới phần mô tả để chia sẻ kinh nghiệm của anh em cho những anh em khác cùng biết với nhé. Và anh em lưu ý đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!